Hello, hôm nay mình làm video trực tiếp. Mình cần bán một mảnh đất là 7 sao. Đấy, từ đường nhựa đi mà. 7 sao chứ. Đây. Đất đất là 7 sao, có nhà đầy đủ. Quay thực tế cho bà con coi. Đất 7 sao mà có nhà đồ đàng hoàng nha bà con. Đây. Có nhà rẫy đây. Có cây ăn trái. Đất 7 sao mình có trồng ít cây ăn trái rồi nhá. Công trình phụ đầy đủ hết ạ. Này có điện này. Giếng đất đây, chất đất đây, đất này có giếng đàng hoàng đấy, nước ok, điện ok. Đấy, ngày trước là trồng tiêu mà bây giờ là tiêu chết rồi, giá bán là 250 triệu, 7 sao, có nhà, bìa đỏ đất, trồng cây lâu năm. Còn có cả trụ tiêu đó. Ngày trước trồng tiêu mà giờ tiêu chết vì giá này thì mong ấy. Đấy, còn cả tiêu nữa kìa. Còn ít trụ tiêu nữa. Đấy, ai có nhu cầu là mình mua có diện tích đất là 7 sào thì mình có nhà cửa ở luôn. Đấy, chất đất đất đỏ ba gian tốt lắm, cách đường nhựa mấy chục mét thôi, 50 mét, giá bán 250, ai có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp số điện thoại cho mình 0976660424 và kết bạn Zalo cho mình nhé. Đấy, bây giờ vẫn còn ít tiêu nữa. Đó. Mình còn đi tiêu đấy. Tiêu này thì chắc cũng bà con mua chắc cũng chắc cũng phá chứ. Đấy, ai có nhu cầu thì mua nhá. Liên hệ trực tiếp cho mình.